cười này cắt cọc cái cây này á là theo em hiểu cái cây này là đúng cái mức cái nền nhà vừa tới cái khu nhà cây cây phía sau này là nối thêm cái cây nhà bự lắm, nối thêm cho một nhân khẩu nó ở thôi chứ cái cây này là em nghĩ cái cây này vừa hết cái khu nhà nó nằm phía sau rất là bự. Có điện không vậy? Cây này chắc cây me tây hay là cây me mình và me ăn trái. Đây, cái gốc nó cũng cổ thụ luôn, bự à. Gì vậy? Trái gì á? Trái. Đâu? Kìa kìa, tuấn đậu con em kìa. Ấy hả? Này trái hơi. Còn trái nè. Còn trái luôn nè. Trời, nó không mấy mua đồ rồi. Trái nữa hả? Trái nè, ăn trái nè anh. Cái đọc vậy? Bởi vậy. Nguyên, nó thấy hoài luôn trời. Con thấy sao con? Rồi dập luôn đi anh. Hất ra luôn. Còn trái nè, cô chú anh chị. Trái hết rồi, cũng nhỏ luôn rồi trời. Trái được sạc trong nữa. Thiệt tình luôn trời. Sống kiểu này hỏi anh như vậy đó là sao? Cứ sống phòng phòng trong lửa không vậy đó. Đồ mới không? Xe là đậu chỗ chú Dũng á. Dẫn xe xa xa đi anh. Trái bất cứ lúc nào á. Cái trái luôn đồ của mấy người đi lại luôn á. Đây hồi hộp quá. Mấy bộ đồ luôn trời. Tâm ơi. Này mới mới cho luôn hả? Đó, thấy không? Tin không, tôi chắc. Chị là khi mình chứng kiến như vậy đó mình phải tin. Chứ bởi vì không tin là không được. Đúng rồi. Phải tin chứ ai mà đi dàn dựng mấy cái này chứ. Đấy. Phải tin rồi, ví dụ ai có tin tưởng thì thấy hoàn cảnh gì giúp được cái gì giúp. Đúng rồi vậy. Trời ơi. Đây lấy nước tạt hết không ơi, để nó còn ấy anh ơi. Có cục sạc trong đây, nổi cục sạc không là cũng cả 100.000 một cục hả? 120.000. Dạ. Cục sạc đâu à? Cứ lấy đầu trái đi, còn mấy khăn dưới còn nguyên kìa. Mấy khăn dưới lấy. Nè, móc rồi trái bên đây là trước. Móc đầu ra này chứ anh ơi. À, trời ơi. Người ta mới cho tin hôm tôi sắp về cho cháu mấy cái đầm. Mấy cái đầm đẹp quá trời luôn. Bên đó còn nguyên không á chị? Để trái lỗ bên đây không à? Quá sức luôn. Tiêu cho nhỏ còn mấy bộ đồ rồi. Ta mới cho đinh hôm tôi sắp về đó. Ở nhà ông bà cô bác xem là bầu trời đang đổ mưa luôn á, mưa cám luôn á, không khí đang rất là mát nhưng mà trong ngôi nhà lại xảy ra cái bị cháy như vậy. Thì cô chú anh chị cũng thấy đó, hai anh chị đây nãy giờ cũng lại nói chuyện với gia đình mà chính anh chị đây là cũng thấy là trực tiếp nhìn thấy cháy luôn đó. Trà bữa tóc mưa rầm rầm mà mở mũ ra mà dẫn trái á, lối xóm chạy lại á, ở nhà lối giữ mấy nhỏ rồi lối xóm người ta thấy trái người ta chạy lại kêu chị đó cũng sạc hả chị? Sạc mà cái này là cái chuyện này là không có ai muốn ngoài ý muốn mà đúng rồi chị, cũng không ai biết được cái nguyên nhân nó sao. Yeah. Thì cộng đồng mình thí dụ ai thấy hoàn cảnh của cô giúp cô được cái gì thì giúp. Yeah. Cô ở đây chỉ nói là xin gạo ăn thôi, không dám xin đồ gì. Xin đồ cháy nữa chắc đâu cháy hết trơn hả? Con cũng lên nhìn xem YouTube con thấy, con cũng thấy thương quá. Thì vợ chồng con lên để giúp cô được cái gì giúp. Dạ. Đó, tâm mới cho không. À, rồi, mới cho, chị bên đó cho được mấy bộ. Ở dưới tỉnh shop cho. Phải, cũng không hiểu nổi. Thôi bỏ đi con. Dạ, cái đó còn mặc được. Lỡ, bỏ đi. Sao có miếng à. Nó rồi cho nó mặc đi. Đó còn mặc được. Vậy bây giờ mình có tiến hành mình cúng không chị? Thì bây giờ mình dán vậy đi rồi để cho ông xã thôi. Dạ. Bây giờ mình cũng không biết nguyên nhân sao. Đúng rồi, để con hết rồi là không nữa. Mình người phàm mắt thịt á. Cũng không biết sao nó. Bây giờ chỉ mong giá duyên gian ha. Sao cách làm sao cho cô được yên bình để lo kiếm gạo cơm đang nuôi mấy đứa nhỏ này vậy đó. Chứ giờ vậy rồi đâu có yên tâm đâu đi mặn gì. Cứ phập phòng. Cái bây giờ á. Dù
vừa đầu nó chưa có tàn đâu, người ta chưa có bỏ cho mình đâu. Dạ, tại cái cây nhang á, cây nhang nó chưa tàn nữa mà. Bữa ở nhà trong nhà này đi ra ngoài nó cũng xác mình đông có nó có ghi đó. Mua cái mâm trước hết cúng trước đi. Cho người ta đi rồi hả, muốn làm gì đó làm. Mua cái mâm mình cúng cái mâm đồ mặn á. Cái mâm đồ mặn của mình á để có ghi trong đó đó. Cúng cho cô đi. Cơm mặn hả? Ờ, cúng cho ta đi hả, là từ từ mình làm sao. Dạ dạ. Cơm đồ mặn ha. Ừ. Cơm canh đi ha. Dạ. Có đồ mất á. À, tôm đi coi tôm tép cái gì đó đâu trong có cũng hết đó gì. Tâm sơn ha. Cũng dễ tâm sơn. Miếng thịt về cô kho rồi cô xào mấy cô nấu canh. Đây là anh lại tiếp tục hỗ trợ để cúng dĩa tâm sơn. Em đi mua miếng thịt đi về cho nó đâu quay ăn. Lấy cái cuốn trong cuốn sách thôi có gì đầy đủ đâu á. Đó, cuốn sách máy sao. Thật sự là anh chị ở đây đã quyết tâm là giúp cho đây gia đình là tới khi nào mà nó hết trái thôi đó cô chú anh chị. Anh Vũ ha. Đúng rồi. À, bây giờ ba cái đồ đạc dọn cái chỗ nào để cho nó trống cái nhà luôn đi. Dạ. Đây trái giờ nó muốn trái rồi trái chị thấy không anh nào? Coi nào. Cô à kiếm cái bịch đi bỏ thì vô cái này. Anh lật cuốn sổ ra để mâm cúng kiến như thế nào á. Dạ có sổ sách hết. Giờ là mua cái ngũ quả, nửa cái thịt heo. Một quả trứng vịt. Một quả trứng vịt thôi nha, cắt làm ba. Ba con tôm, nửa đứa rượu, gạo muối. Hai cây đen cây đỏ. Con chai nước hoa. Này anh vừa coi mà kết hợp với phong thủy luôn á. Đúng 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 rồi. Dạ. Cái trường khí này cái nhà này không có được tốt rồi. Dạ. Nói là cũng dần dần ốc. Em nổ da gà nãy giờ luôn á. Mà cũng dán tìm hiểu với khám phá ra sao. Thương đi mua cái này. Chút đi. Em nói mới chở đâu. Mẹ nè. Mấy bé bây giờ nó sống mà nó cũng hồi hộp nữa. Đi trái bất cứ lúc nào. Hôm bữa là cũng có anh em YouTuber đi tới cũng phát trái luôn cô bác anh chị. Thì bữa nay thì anh Vũ với Phong á là quyết tâm là tối nay là sẽ ở trực tiếp ở đây luôn. Để tìm hiểu cái câu chuyện nó trái để ghi lại những thước dây để gửi cho ông bà cô bác xem. Anh xích vô mà. Như vậy cái góc này nó đẹp. À. Trái hết trơn, đồ đạc trở về đây mà. Cái này á là ông dòm không giờ trái. Dạ. Mình dòm vô không được đó không giờ trái mà mình đi là nó trái. Nó trái sau lưng mình á, không giờ mình thấy được. Dạ. Chứ ông thì ông để đó, ông dòm tới ngày mai nó cũng không giờ trái nữa. Trời. Sao lạ lùng quá hả nè. Đúng 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 rồi. À. Này cũng là một cái lời nói của một cái người anh bên phong thủy. Bảo đảm luôn. Người phải biết được thì cái đó là mới hết. Anh cũng có sự am hiểu nhiều quá anh Vũ. Mua ngũ quả nữa không? Hồi nãy mình mua chỉ ngũ quả ở đây không có. Chỉ mua đúng mặt là cái cây. Ở đây nãy mình mua không có. Ông nãy con ghé mua mà không có đủ 5 loại rồi con mua cái này. Con đem lại bên đây giùm cho ông Út kìa. Cho ba Út kìa. Chọn cho nó tắm cái bạn hương ngán ra kìa. À. Trời, giờ chưa trái nữa rồi. Bây giờ anh đang chờ ánh nắng mặt trời để dội vô. Đúng rồi. Anh đợi tí nữa đi anh, có hai anh trai anh đi công việc rồi cũng chưa sẵn về rồi đó. Mình muốn khi trái á là cái mặt trời mà nó mọc lên. Ha. Mình mới dái mới chính xác được. Cái lưu ui này không có chính xác được đâu. Mình mới về mình xin vô là mình cho mình giúp đỡ người ta thôi. Hôm nay cái mặt trời mọc lên dái mới được. Cái này trời nay muốn đứng bóng luôn rồi, tại chuyển mưa không thấy được mặt trời luôn rồi. Thì hết trời nhưng mà phải đúng vậy đó, nó mới hết. Cái mai này lại cho nó chống bạn thiên đi. Cái này nó dọn qua đâu ta? Xung quanh đất của người ta không ạ? Bởi vì để ảnh hưởng đất ra để đồng cái trái cho nó. À, bây giờ anh chị đi đâu người ta không có dám cho ở luôn, sợ nó trái nó liên lụy đó nè. Đồ bây giờ không dám gửi luôn á. Sợ trái. Đúng rồi, đất của người ta xung quanh mình ra chung cư mà. Quá sức luôn. Cái này là có thiệt đó nha. Dạ. Tiền của cô là nhiều người xảy ra lắm rồi đó. Đúng rồi anh. Đi tới mà anh phụ anh dọn luôn. Anh giúp đỡ cô ơi, chắc cô Năm tâm ơi, cái bình ga đừng có để quần áo để cho anh chất dễ trái để cho anh. Bạn hương án là không nơi nay để bất cứ cái gì thêm á. Cái bình ga đừng có để cái chất dễ trái cho. Không có để được con viên
ra cho nó nằm một mình đi, để thôi nó trái là nó nổ. Sao cái bình ga này là mình để cái chất dễ cháy lên là có thể bắt nó nổ à. Nè. Hồi nãy thì giờ thì Phong đặt máy quay lâu gió quá rồi, Phong phải tắt cái máy không bà cô bác. Em gái đi đi xuống được không anh, con mình không dám đi hả hả con ở đây mà sao sợ ma, dẫn chú đi xuống chú lấy cái máy quay đi. Ê, chú đi phía sau nè, không sao đâu. Là chú ở nhà thấy cái nhà thấy cũng ấy quá. Là cái máy quay nãy Phong đặt cũng gần cái tiếng đồng hồ nhưng mà cũng chưa phát hiện luôn quá anh chị. Để chú tắt cái máy quay. À. Sao đi nhanh vậy? Trời, ở nhà mà con bé này còn nhanh chạy còn nhanh hơn Phong nữa. Có một cái sự sai lầm, không ai mà đúng sòng diễn cái người ta không biết là không có tội. Sống giờ sống phật phòng không có chứ. Đúng rồi, người ta không biết là không có tội. Bây giờ đem quần áo trái bỏ cho. Tại theo ảnh nói thì rất cũng rất là đúng của bác chị. Ngay chỗ mà bàn thiên là cái chỗ mà trang nghiêm mà không có được để quần áo ở đây. Cơm hầu kia mấy em đã mua cơm mà mua gạo rồi em về đi. Trời ơi, trời ơi. Anh chị cực kỳ dễ thương luôn ha anh Vũ ha. Cái nào dơ dơ là không có để lên ngay chỗ của bàn hương án được. Chị là nhiệt tình thấy ghê luôn. Em kêu bé gái này dẫn em xuống lấy điện thoại mà cũng dám đi luôn đó. Sợ bé ở nhà mà nó còn sợ mà sao em dám xuống. Người ta không có ai mà toàn chú quýt hết trơn á. Hai anh chị nhiệt tình quá trời. Ừ. À, tối á thì chị á bình luận, chị cứ nghĩ là sợ điện âm với điện dương nó chạm với nhau. Dạ. Nó cháy. Dạ. Chị thì chị nghĩ vậy, còn anh thì theo như sách vở anh không biết được chút đỉnh thì không biết gì cũng nói nấy. Dạ, về là quý lắm luôn á chị. Nếu mà âm dương chạm là chạm phải có chỗ. Không tháo là hết chú ơi. Đấy là cái từ thứ lại hết. Để cái gì đây cho hết. Tháo rồi hết đi.